Hello everyone and welcome back to my Horror Ghost Gaming channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Ghost Gaming của mình trong series 8 tựa game này. Và Ice The Horror Game sẽ tựa game đầu tiên cùng các bạn khám phá trong đầu nội dung video này nhé. Và bây giờ với Charlie nào. Okay, find magic potions and bring them in the right order to get extra powers. Ok, và cách chơi của tựa game này là chúng ta tìm đủ 20 túi tiền để các bạn hiển thị trên góc phải màn hình đây để giúp ta có thể trốn thoát được con monster quái vật này cũng như trốn thoát của căn nhà này các bạn nhé. Sau đó uống nhầm lọ thuốc độc rồi. Hãy uống thứ tự của những lọ thuốc thì sẽ giúp chúng ta tăng tốc độ chạy được trong căn nhà này các bạn. Ok, tiếp tục sang phía bên kia của căn nhà nào. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 túi tiền trong hai cái phòng này các bạn. Một mình nó đã xanh này thì tầm nhìn chúng ta bị hạn chế lại con này, anh em cẩn thận. Careful. Các vật ở quanh đây vẫn thấy cẩn thận nào. Các cầm xuống tầng hầm để tìm 6 túi tiền còn lại thôi. Tôi sẽ dỡ trái con nhé. And the final one is here. Now we have to find the exit and escape here right now. Chúng ta đang đầu bên kia vậy. Ta tìm được cái cửa bên tay phải chúng ta thoát. Oh my god, yes. Be careful. Cửa exit to và trốn thoát khỏi đây rồi. Escape kìa. Vậy là mình đã cùng bạn khám phá xong phần đầu game này và được 40 vàng trong rank này các bạn. Cùng mọi người sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nữa trong video này nào. Đó chính là Mr. Mitch. Mr. Mitch escape game. Easy, let's go. shotgun, có súng và những cái đạn thôi nào các bạn. Oh my god, bắn được chúng ta mất mạng. Thả cái camera đi nào. Thì vì đạn cuối cùng mà cha lấy được từ nhà kho này các bạn. Có lợn vậy này. Để bố lô chót vào đây nào. What was that? Blow torch. Be careful. Secret doggy. Cho 60 giây để chụp lại bằng chứng cho chúng ta ngất. Con tao vào đâu tỉnh hả? Tao gọi với cảnh sát một chiếc điện thoại trên căn phòng nào. GV để sát các bạn. Let's go. Chào bà ra các bạn. Cái liệu ta đây nào. Được rồi, còn súng với mây này chắc cần tìm mũi thuốc mới đó. Kể cả có lợn cũng có thể tấn công viên cảnh sát này các bạn, bảo vệ viên cảnh sát này. All right. Go ahead and disregard the case. We done and send it down to this. Down that way. And you get out there. It's 25 back out there. 25 back out there. Cái này là mình cũng vẫn phá hạt xong. Tự nhiên này. Bắt Mr. Mitch này, bây giờ sẽ là Departure. We're new in right now. Skip qua là bắt đầu ngay nào. Lily các bạn, về mà cho còn để cứu để cho em gái cho ta. Pick up a flashlight. Rồi, mình chưa tìm được passcode trên bức tranh kia rồi. Đã 845 rồi. Xong cái mở được chiếc két kia là những con số này tự động. Tôi điền lại cho đúng vậy. Thế nào có bóng chính xác thì chúng ta có thể quay trở lại thế giới thực tại này các bạn. Và cửa phải đi ra khỏi ngoài này. Thì thêm được 1 đến 2 viên đạn, xong một hộp đạn mới này các bạn. Đây chiếc bản đồ, the map of city. Nếu ta cũng có cái gì các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để hai viên trúng mục tiêu là cho nó hoàn thành rồi. Nothing here. Đây khẩu súng rifle đặt vào bên trong các bạn nhé. Be a daughter. đây các bạn, đây trên cái cửa stress test. Chúng ta một lần nữa các bạn, chạm nó nào. Hoặc là class hiện thì ngay bây giờ. You can't run away from me. Tròn không phải à? Chưa tra bình. Ui, chuẩn hơn các bạn. Chiếc chìa khóa này chiếc cổ không ta đây các bạn. Ok, và mình sẽ để sang lần sau khám phá tiếp bạn nhé. Các bạn sẽ là tựa game tiếp theo nữa trong video này nào. Scenery này là sao nó trừ. check đầu tiên là vậy. Ma thằng the second book here. Kurka. 25 này các bạn. Thứ 6 đây các bạn. Tiếp theo nào, security cho vào đi. Shocking appearance. What are you doing? There, there. Not like that. Don't skip my precious aloe vera. Oh, you fool. Can't you see the faucet leaking? Fix it immediately. Đối diện với kia này. Phía đường nước này. Working. Ooh, I can do it myself. đã thành công các bạn, thành công đấy, thành công trong rank này nhé. Cũng vừa chuyển qua tiếp theo này, Clown House. Cô tìm cách để trốn thoát ra khỏi căn nhà này các bạn, và không bị ám sát nhé. Here, we have to get in hand. Ok, cửa phải trốn thoát ở đây cho các bạn. We're free and they're not. Chứ không bạn chuyển qua tin tiếp theo nào. Five Nights at Freddy 6. Ok, thành công ạ. Và tình hình tiếp theo nhé. Rest in peace. Kiếm thêm tiền để mua nhiều đồ mới các bạn. Các lại mua nhân vật mới luôn thì các bạn nhé, trải nghiệm nhân vật mới này. không cho việc cứu được này. Tôi trưởng quá. Quên. Save Captain John. Một cái cuối cùng trở về đây một chút các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you so much and see you soon. Bye bye.